để cho nó môi nó mềm. Vâng. Hello, xin chào mọi người. Đây là học viên của Hòa làm hoàn thành xong này. Môi của bà này. Đó, cho mọi người ngắm nha. Môi bà thì gốc rất là thơm. Cho xem mà. Chất môi rất là nhăn nữa. Và môi này khi mà làm thì rất là gồng. Đó. Rất là gồng luôn và có những cái phần thâm ở cái mép môi nữa này. Và Hòa like bằng cam thường, chưa Hòa không dùng app nha. Đó, nhìn thấy những cái lỗ chân lông rất là rõ ràng luôn. Đó, những cái phần bầm hơi hơi bầm một xíu này, cái này là do lúc mà làm ấy, cơ của cô bị gồng nhiều lắm nên là nó sẽ hơi một chút. Nhưng mà mọi người sẽ đánh giá vào cái phần ghi mực và cái dáng môi. Cái dáng môi rất là ok. Cái phần ghi mực thì Hòa đánh giá là tốt. Đó, rất là mịn, rất là trong và không bị sần lên chút nào cả. Đó, đấy, bà bây giờ vẫn đang gồng này. Đó. Có những người người ta gồng người ta không hề biết đâu mọi người nhá. Tự nhiên nó cứ gồng lên vậy thôi. Nên khi này, các bạn trong nghề lưu ý là nếu như làm cái cơ môi của họ gồng quá thì cái chuyện mà làm xong môi nó hơi bị tím là cái chuyện rất là bình thường. Đó, thì cố gắng làm sao cho khách hàng thư giãn ra để cho họ không gồng nữa. Môi này rất gồng luôn mà làm xong mà không bị tím mấy như này là đánh giá là cao, là môi này làm rất tốt. Đó. Ok, cho cảm ơn bà nhá. Mình cảm ơn các cô giáo và các học viên rất là nhiệt tình. Chăm sóc khách hàng rất là chu đáo. Và xin cảm ơn nhé. Dạ vâng, cảm ơn bà.